sàn Kata có nên trải hay không. Thì vừa rồi em cũng có nhận được một số câu hỏi từ anh em vừa lấy xe mới và anh em đã sử dụng với dòng sàn, số dòng sàn khác và cảm thấy nó không hiệu quả. Anh em hỏi những dòng sàn này để anh em tham khảo. Thì theo cái quan điểm cá nhân của em và cũng như là kinh nghiệm làm xe của em thì em thấy cái sàn Kata của Thái Lan này thì nó cũng rất là ok nhá. Đây này, mỗi một chiếc xe thì họ sẽ có cái form riêng, may riêng và đúng rồi theo đuôi xe. Kể cả như trong cái bộ này thì ở cái dưới cái gầm ghế lái, à gầm ghế bên phụ đây đấy, thì là cũng lót ở trong rồi luôn. Thì anh em yên tâm đi, bụi bặm các thứ thì rất là đảm bảo cho anh em, hạn chế tối thiểu. Và cái hay ở cái này là nó rất là sạch, vệ sinh cũng dễ vệ sinh. Anh em chỉ nhấc ra, anh em nhấc ra như này, anh em vệ sinh xịt hoặc là rũ hoặc là phơi hoặc là đập thoải mái, không có cái tình trạng bị mất form hay là đấy gì cả. Cái sàn này rất là ok, thứ nhất là sạch sẽ, gọn, độ bền cao. Đó, thì anh em nào mà đang tham khảo tới những cái dòng sàn mà dành cho xe ô tô thì tham khảo ngay cái dòng sàn Kata của